BRICS sẽ giới thiệu 5 chiếc EV sản xuất cho Trung Quốc vào năm 2025, trong đó có 2 chiếc trong năm nay. Đầu ngày hôm nay, BRICS đã tiết lộ mẫu concept Wildcat EV. Một chiếc coupe 2 cửa mang ngôn ngữ thiết kế mới, xem trước những mẫu xe điện sản xuất Electra sắp ra mắt của BRICS. Mô hình Electra đầu tiên sẽ được công bố vào năm 2024. Với BRICS dự kiến sẽ chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2030 tại Mỹ. Nhưng đối với Trung Quốc, nơi BRICS phổ biến hơn gần 5 lần so với Mỹ, thương hiệu này đã thiết kế ra khái niệm điện mới của riêng mình, Electra X, được thiết kế và tạo ra bởi nhóm của General Motors ở Thượng Hải. Electra X xem trước một mô hình sản xuất thực tế cho Trung Quốc. Mặc dù Electra X có thể sẽ không được bán ở Mỹ, nhưng nó chắc chắn gần với loại crossover mà chúng ta sẽ nhận được hơn là Wildcat đáng mơ ước. Ngay lập tức, mặc dù nó có thể không có nhiều dấu hiệu thiết kế BRICS truyền thống, Electra X dễ dàng là chiếc SUV đẹp nhất mà thương hiệu từng tạo ra, cho dù đó là sản xuất hay xe ý tưởng. Nó có mũi cá mập với lưới tản nhiệt hình thang lớn và đèn pha LED siêu mỏng với hình dấu kiểm. Cùng với đèn, phong cách hàng không ở các cạnh của lưới tản nhiệt sẽ trở thành một chữ ký mới của BRICS. Electra X có hình dáng và tư thế tương tự như Aston Martin DBX hay Lotus Elantra mới. Và hai bên thân xe mượt mà được tạo điểm nhấn bằng một số đường hút sắc nét. Phần đuôi xe có nhiều chi tiết phá cách với đèn phanh CSSML tích hợp tốt và Electra X có logo ba lá chắn được hiện đại hóa cao của BRICS. Mặc dù ngoại thất của Electra X trông không khác xa so với những gì có thể được đưa vào sản xuất, nhưng nội thất của nó lại khác lạ hơn. Trang trí thực sự duy nhất trên bảng điều khiển là màn hình Freeform 30 inch với độ phân giải 6K nằm trên cùng một dãy lỗ thông khí mỏng. BRICS cho biết mật độ điểm ảnh của màn hình gần bằng mật độ điểm ảnh của mắt người và hệ thống thông tin giải trí mới được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8155. Ngoài ra còn có một màn hình cảm ứng tạo thành phần cuối của tay vịn trung tâm và BRICS cho biết hệ thống ra lệnh bằng giọng nói của xe có thể điều khiển gần 50 chức năng và tính năng. Ghế ngồi của Electra X sử dụng vải dệt kim 3D làm từ chai tái chế và có các điểm nhấn màu đồng ngọt ngào và logo GS ẩn trong suốt. BRICS cho biết Electra X chạy trên nền tảng Altium của GM, nhưng không có thông tin chi tiết về hệ thống truyền động thực sự được đưa ra. Tại Trung Quốc, thương hiệu này cho biết họ sẽ giới thiệu 5 mẫu xe điện sản xuất vào năm 2025. Trong đó có 2 chiếc sẽ được tiết lộ trong năm nay, một trong số đó sẽ lấy cảm hứng trực tiếp từ Electra X. Giống như ở Mỹ, mỗi chiếc sẽ mang nhãn hiệu Electra. Nhưng thị trường Trung Quốc sẽ có những kiểu dáng đẹp hơn như minivan và sedan. Những chiếc EV mới của BRICS dành cho Mỹ đều có khả năng là crossover. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!